thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng với kinh phí 1.500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xây nhà hát giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 2. Tổng mức đầu tư dự án này là 1.500 tỷ đồng, được trích từ ngân sách của thành phố. Theo đó, nhà hát được xây với một quy mô 2 khán phòng có sức chứa 1.700 chỗ ngồi. Đây được xem là công trình trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, được ví như là phố đông của thành phố. Khi hoàn thành, nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm là công trình mang biểu tượng về văn hóa và là điểm nhấn về kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Vương Thạch, Giám đốc nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu so sánh với tiêu chuẩn các nhà hát giao hưởng trên thế giới, thì nhà hát giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đạt được những tiêu chuẩn của một nhà hát giao hưởng mang tầm quốc tế. Ông Thạch cũng cho biết thêm, hiện ông và nhiều thành viên trong ban giám đốc nhà hát rất là vui khi dự án đã trải qua một thời gian dài với nhiều tranh luận và cả những phản biện khoa học. Đến nay thì dự án tâm huyết này đã dần được hiện thực hóa khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân xem xét để thông qua. Được biết, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1993. Năm 1999, chính quyền thành phố có chủ trương xây dựng nhà hát tại trung tâm quận 1 nhưng không chọn được địa điểm phù hợp. Đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây nhà hát tại công viên 23 tháng 9 và dự kiến đưa vào sử dụng năm đầu năm 2016. Tuy nhiên, dự án đã vấp phải tranh luận và phản biện của các chuyên gia quy hoạch và kiến thức nên buộc phải tạm dừng. Chú rể 26 tuổi lấy cô dâu 61 tuổi, nói thẳng lý do quyết lấy máy bay bà già. Câu chuyện tình yêu của chị Lê Thị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương đã khiến cho dư luận xôn xao suốt một thời gian vừa qua. Trải qua nhiều sóng gió, dư luận cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về câu chuyện tình yêu này. Mới đây, trước câu hỏi, đàn ông nghĩ gì về việc phi công trẻ lái máy bay bà già? Anh Triệu Hoa Cương đã có những chia sẻ riêng về quyết định tiến tới hôn nhân của mình. Theo đó, anh Triệu Hoa Cương chia sẻ, thời gian qua, nhiều người quan tâm đến câu chuyện tình yêu của tôi và người vợ hơn tôi 35 tuổi. Ban đầu, tôi cảm thấy rất phiền phức, nhưng bây giờ thì tâm bão đó cũng đã qua đi. Tôi quen với dư luận rồi, nên thấy mọi việc bình thường. Nhiều người cho rằng, đàn ông ít tuổi yêu người phụ nữ hơn tuổi là bởi họ ý lại thích tìm một người giống như mẹ của mình và thích túi tiền của họ. Phản bác lại ý kiến này, anh Triệu Hoa Cương nói, từ khi tình yêu của chúng tôi được lan truyền, rất nhiều người nói tôi yêu cô ấy vì tiền, vì tài sản. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm, họ là người ngoài, sao có thể hiểu được. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cặp đôi yêu nhau lịch tuổi này cũng đã đến gần ngày cưới về chung một nhà. Chia sẻ cảm xúc của mình, ngay ngày diễn ra hôn lễ càng gần, chú rể Hoa Cương bày tỏ, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tôi biết đám cưới của chúng tôi là đám cưới đặc biệt, rất nhiều người háo hức chờ xem chúng tôi sẽ chung sống với nhau thế nào. Còn tôi lần đầu tiên làm chú rể nên rất là run, lo lắng, nhưng xen lẫn với đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là vì kể từ đây tôi có được người thương cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh chị Hoa Cương cũng cho rằng, việc yêu lấy vợ hơn tuổi không có gì đáng xấu hổ. Điều quan trọng nhất đó chính là tình yêu mà cả hai bên dành cho nhau có chân thành hay không. Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi, tình yêu của chúng tôi không phải là trò cười. Chị Thu Sao cho biết, chị là mối tình đầu của chàng trai chị Hoa Cương. Họ đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn vào tháng 6 vừa qua. Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức vào tháng 8 sắp tới. Kể về duyên nợ với người chồng hiện tại, chị Thu Sao cho hay, khoảng cuối năm 2017, anh Cương đến spa của chị để trị mụn da mặt. Ngày đầu tiên, chồng tôi đến cửa hàng của tôi. Anh ấy sân cháu, gọi tôi bằng cô. Qua tiếp xúc, chồng tôi thấy tôi có vẻ ngoài và cách nói chuyện trẻ trung. Sau đấy anh xin phép được gọi tôi bằng chị. Tôi đùa với chồng tôi rằng anh ấy thích gọi thế nào thì gọi vì là khách hàng. Sau đó anh Cương thường xuyên rủ bạn bè đến quán để uống cà phê. Qua và lần nói chuyện trên Facebook, họ cảm thấy hợp và yêu nhau từ lúc nào cũng không hề biết. Anh Cương đã mạnh dạn tỏ tình và cầu hôn Thu Sao
ở ngọn đồi đầy hoa mua. Từ lúc ấy, chúng tôi đã xác định gắn bó với nhau lâu dài. Tình cảm giữa chúng tôi là tình yêu thực sự, chứ không phải là trò cười cho thiên hạ. Trước khi đến với anh Cương, Thu Sao đã có một đời chồng, nhưng chồng chị bị bệnh và mất năm 2011. Từ đó ba mẹ con luôn tựa vào nhau cho đến khi các con đi lấy chồng. Tuy nhiên người phụ nữ này cũng cho hay, người phụ nữ nào thì cũng khao khát có người yêu thương, chăm sóc, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi tôi ước ông trời xe duyên cho mình người chồng, có một gia đình như bao nhiêu người khác. Thế rồi, người phụ nữ này đã gặp và nên duyên vợ chồng với anh Triệu Hoa Cương. Anh Cương không bao giờ kể với vợ anh về những tháng năm cơ cực. Đến khi chị Thu Sa về nhà bố mẹ đẻ của anh mới được bố mẹ anh kể lại. Theo đó, tốt nghiệp lớp 12, do không có điều kiện học đại học, anh Cương làm thuê ở thành phố Thái Nguyên trong 3 năm. Mỗi năm anh chỉ được về nhà một lần, sau đó anh chuyển lên thành phố Cao Bằng làm việc tại xưởng cơ khí để được gần với gia đình hơn. Trong khoảng thời gian đó, anh Cương đã gặp vợ, là chị Thu Sao. Trước các ý kiến hoài nghi chồng mình đến với mình vì vật chất, người phụ nữ này khẳng định họ đến với nhau bằng tình yêu đơn thuần. Chồng tôi nói, tài sản mình tự làm ra mới là của mình, chồng tôi vẫn đi làm xây dựng. Hàng tháng anh lĩnh lương về vẫn đưa cho tôi. Anh ấy bảo là hai vợ chồng dành dùm để sau này có tiền chăm sóc nhau lúc tuổi già, ốm đau, Thu Sao hạnh phúc kể. Cô dâu 61 bỏ chồng ở nhà, anh diện e ấp hàng loạt trai trẻ, nhưng chẳng anh nào dám ôm lại. Hình ảnh cô dâu Thu Sao, thoải mái, kề vai, bá cổ, thậm chí là nắm tay dàn trai trẻ, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cô dâu 61 tuổi Thu Sao hiện đang là một trong những cái tên hot nhất trên mạng xã hội Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mặc dù đã ở tuổi lục tuần, nhưng chị Thu Sao vẫn rất là trẻ trung, yêu đời và đặc biệt là có chồng ít hơn tới 35 tuổi. Mối tình của cả hai đã gặp không ít sóng gió đến từ gia đình, dư luận. Nhưng cặp đôi đã bất chấp và nắm tay nhau vượt qua, chính thức nên duyên vợ chồng vào cuối tháng 9 vừa qua. Sau đám cưới, cô dâu Thu Sao không chỉ là cái tên quen thuộc trên mạng xã hội, mà còn là gương mặt được nhiều người biết tới. Không chỉ xuất hiện trên nhiều tờ báo điện tử, chị Thu Sao còn được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình, có đông người theo dõi. Qua đó chia sẻ về mối tình đặc biệt của mình và nhận định được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Hiện tại Facebook của chị đã chạm mốc 40.000 người theo dõi, quả là một con số đáng ngưỡng mộ. Nổi tiếng là vậy, nên việc mọi người đua nhau xin chụp ảnh cùng chị Thu Sao cũng không phải là việc quá lạ lùng. Tuy nhiên, để nguyên một dàn trai trẻ xếp hàng xin chụp ảnh. Cùng như dưới đây, cô dâu Thu Sao thực sự đã khiến nhiều người phải kinh ngạc vì sức hút của mình. Hiện tại, chị Thu Sao và chồng vẫn đang trải qua những ngày đầy mật ngọt sau cuộc sống hôn nhân. Trong chuyến thăm Hà Nội cách đây ít ngày, cả hai còn rủ nhau đi xăm tên của mình lên ngực để chứng minh tình yêu bất diệt của mình. Chuyện tình vợ 61 chồng 26 tuổi, cô dâu làm đơn tố cáo phòng tư pháp. Chuyện tình của cô dâu Lê Thị Thu Sao, sinh năm 1957 tại thành phố Cao Bằng và chú rể Triệu Hoa Cương, mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể 26 tuổi, còn cô dâu thì 61 tuổi. Sau hơn 2 ngày ồn ào, cách đây ít giờ, chú rể Triệu Hoa Cương đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh lá đơn tố cáo phòng tư pháp phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng trên Facebook cá nhân. Theo đó trong đơn, chị Sao đã trình bày có nội dung: vào thứ Sáu ngày 29 tháng 6, vợ chồng tôi có ra phòng tư pháp phường Sông Bằng để đăng ký kết hôn. Hôm làm thủ tục đăng ký đã xong, nhưng chủ tịch đi họp trên thành phố cả ngày. Phòng tư pháp hẹn tôi thứ Hai đến lấy giấy đăng ký kết hôn. Trong 3 ngày chờ đóng dấu để hoàn tất giấy đăng ký kết hôn, tôi đã thấy bài viết trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi. Mà khi đó, tôi chưa được nhận giấy đăng ký kết hôn. Trong bài viết có những bình luận xúc phạm, không đúng mực, không đúng sự thật, suy diễn quá mức về quyền riêng tư của hai vợ chồng tôi. Việc đó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Phòng tư pháp phường Sông Bằng đã tự ý cung cấp thông tin bảo mật của cá nhân, trong khi chưa được sự đồng ý của vợ chồng tôi. Vậy, hành vi của cán bộ phòng tư pháp có hiểu được là vi phạm bảo mật quyền riêng tư cá nhân của tôi không?
những cái xấu không có quyền lấy việc riêng tư của vợ chồng tôi để được nổi tiếng, mà không nghĩ đến hậu quả đã mang lại cho vợ chồng tôi. Tôi làm đơn này tố cáo hành vi sai phạm của cán bộ phòng tư pháp phường Sông Bằng, đề nghị cấp lãnh đạo phải có trách nhiệm với việc làm của cán bộ tư pháp để trả lại công bằng cho vợ chồng tôi. Những việc tôi trình bày lên đây là đúng sự thật, nếu có điều bịa đặt tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin các cấp có thẩm quyền giải quyết việc này để trả lại công bằng cho vợ chồng tôi. Hôm biết chuyện, suốt đêm hai vợ chồng tôi không ngủ được. Chúng tôi không làm gì phạm pháp, dù có già, già nữa, chúng tôi vẫn có quyền được yêu và kết hôn. Tôi là phụ nữ có tuổi, nếu chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới, tôi nghĩ mọi người sẽ không biết chúng tôi đã lấy nhau mà chỉ là cặp kè. Bên cạnh đó, chồng tôi cho rằng, nếu không cưới, mọi người vẫn nghĩ chồng tôi đến với tôi vì lợi dụng tài sản, chứ không phải là vì tình yêu. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới để họ hàng, làng xóm và bạn bè chứng kiến cho cuộc hôn nhân của mình. Chị Sao nói,